trời ơi, bông hoa gì đâu mà có kìa. Chẳng nóng nữa. Mượn cái nón kìa. Nóng quá đó. Chị với cậu ơi, làm ơn nhẹ tay chút xíu, đừng có bức hoa với lại bức lá của em sóc lên sóc xuống dập hết em bán tao không được á chị. Tôi mua mà, tôi được lựa chứ trời. Chứ không hẳn phải là thấy vậy rồi rinh về nhà. Chú em á, lấy cái gốc á, cắm xuống dưới á, mua về tới nhà nó héo queo rồi, ai biết được. Đúng rồi. Thôi bây giờ chị với cậu muốn lựa cây nào chỉ đi ha, rồi em báo giá từng loại cho. Cái này. Dạ. Cái này. Má. Cái đó hả con? Cái đó nữa đó. Dạ. À, cây này á là 500 ngàn cây nha chị. Còn ủa? Mấy cây loại này là 80. Còn mấy bên đây là 30 nha chị. Cậu bán cây bán hoa hay là cậu chặt chém vậy? Cái gì mà tới 500 ngàn là sao? Mắc dữ vậy? Ở đây em bán giá bình dân mà chị, đâu có chặt chém gì đâu chị. Mấy ngày tư ngày Tết á, chỗ nào cũng lên giá hết trơn á. Em mà chủ yếu em bán là lấy công làm lời thôi, chứ em đâu có chặt chém gì đâu mà chị nói vậy. Nói vậy rồi sao? Nói vậy không đúng hả? Mắc thì tôi la mắc. Ê ông già, nói nghe. Cái này 500 hả? 200 thôi, thiệt. Giờ bán không? Không bán đi về, dạ. Bỏ giò quá. Dạ, bán thôi. Bây giờ có gì mình nhỏ tiếng lại giùm ha. Chị mua đi rồi có gì em bớt cho chị nha chị. Bớt nhiêu? Chị chọn đi cái nào chị. Cái này, cái đó, với cái đây nè. Bao nhiêu tiền? Dạ, mấy cây nãy chị chỉ hả chị? Đúng rồi. Bây giờ em bớt cho chị 60 ngàn nha chị. Cái gì? 60 ngàn? Ủa bớt làm chi vậy? Bớt thì phải từ 200, 300 ngàn trở lên. Chứ 60 ngàn, tôi nói thiệt với chú em mày á, 60 ngàn á, tôi còn bố thí được mà. Chị lớn mà chị nói chuyện gì kỳ chị, làm gì có bố thí ở đây chị. Em bán nó thiệt với chị ở đây giá bình dân rồi, em không có lợi nhiều á, em lấy công làm lời thôi à. Mà chị nói nặng quá à, với lại nãy giờ á, chị cứ lựa hoa rồi bức cây rồi cậu này cũng bức hoa của em nữa. Dập lên dập xuống rồi trả giá lên trả giá xuống nữa. Rồi đứng nãy giờ ở đây rồi khách hàng của em không có vô mua hàng của em được gì hết trơn á. Ê, muốn bán không dạ? Hả? Trời ơi, nói nè, bây giờ á bán rẻ đi rồi á còn có tiền á là mua vé xe về quê. Tôi thấy ế quá à, tôi mới mua giùm cho. Còn mày đắt chảnh nữa chứ, chừng 2 tiếng nữa à chú em cũng đem quăng hết trơn. Thôi, tôi bây giờ không bán cho hai mẹ con chị đâu. Hai mẹ con chị đi qua chỗ khác mua giùm tôi đi. Ê ông già, 30 Tết rồi đó, cái vòng này không bán á là nó ế luôn đó. Bán không? Không thôi em mày để uống để khui ha. Tao nói không có tiền về quê nha. Cầm. Cậu. Tới giờ giao thừa hả? Không có ai tới mua ba cái thứ ế này đâu. Đi vậy nè. Sếp ơi. Quá trời việc luôn. Cái gì? Sếp mua hoa tặng đối tác chưa? Cha. Trời ơi. Em dặn sếp rồi, sếp quên đó. Rồi trời ơi, nhiều việc quá, quá mất tiêu rồi. Thôi bây giờ vậy nè, em hai anh em mình chia ra chạy vòng vòng coi chỗ nào có bán hoa bán bông gì á, mua nhiều rồi để mình tặng cho đối tác nha. Rồi hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa làm sếp. Mày điên hả? Mua tặng người ta mua cúc, mua vạn thọ mà cúng người ta hả vậy? Mua mai mua gì bông đẹp đẹp đi nha. Dạ rồi. Em nói nghe nè, khoan. Nói nghe nè. Nay 30 Tết rồi, hiểu không? Dạ. Mua đừng trả giá. Coi cho thêm được người ta thì cho. Dạ. Đừng trả giá nghe chưa? Nhớ nha. Đi. Trời đất ơi, chỗ này nó ế thiệt, mày ế giỡn đâu má. Ráng chịu một chút đi. Ê, em. Cô ơi, cô mua cây hả? Đừng mua ở đây. Đúng rồi. Cây vừa xấu mà vừa mắc, mà thằng cha bán á, chảnh dữ lắm á. Qua là xịt thuốc kích thích á. Lỡ mà cái tay mình á, đụng vô ha, về cái mình quên mình bóc đồ ăn hả? Chết như chơi luôn. Sinh viên đúng không? Mới ra trường, chưa trả sữa đời. Anh nói em nghe, cái cây nó cắt ngang đúng không? Nó cắm xuống không có rễ đâu. Ung thư đó. Ở cậu. Dạ. Cậu tính mua cây đây phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi đừng có mua. Vừa xấu mà vừa mắc. Mà cha chủ này giá chảnh chạy lắm. Anh biết không, cái cây á cắt ngang đúng không? Cắm xuống kích thích nó rễ mọc ra. Trời ơi ung thư lần nữa luôn. Vậy là ông chủ ở đây lừa đảo. Đúng. Vậy tôi càng phải vô. Ok. Lừa đảo đó cậu. Cái thằng này nó vô vậy. Trời ơi, cản vậy mà nó cũng vẫn vô à. Trời ơi má ơi, giờ làm gì giờ? Đứng muốn thoát gì để đệm luôn mà đứng không có được gì trơn. Thằng này mày điên hả?
mình đang đi săn sale mua giá rẻ. Lát hả, mình mua hết cái dựa qua này mà giá hả nó còn rẻ hơn giá sỉ nữa đó. Ừ chứ không thấy là ổng không chịu bán cho mình đâu. Lần này mà má làm không được á, má không phải má mày á. Đi. Ủa không làm má con vậy làm má ai? Chắc nó ký đầu rồi quá à. Thôi đi 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 đi. Ê mẹ có anh lửa rồi ha. Ok. À, không được, được em bị lên xe rồi. Nghe anh dặn đi qua đây cách hai căn nhà quẹo phải tới tiệm qua đó ngon lành. À, không được, không được. Thôi đi đi. Nè hai má cô mấy người làm gì vậy? Sao đuổi khách của tôi? Hồi nãy giờ còn vô đây phá. Tôi nói một lần nữa nha, cho dù tới giờ về nhà tôi cũng không bán cho hai mẹ con mấy người đâu. Đêm 30 Tết đến rồi nữa cũng vậy nữa. Đừng có giỡn cái trò mà chiều 30 rồi ra đây rồi ép giá người ta, làm vậy là ác lắm á biết không? Trời ơi, tôi nói cho chú nghe, còn có vài tiếng đồng hồ nữa hả là giao thừa rồi. Chú bán rẻ cho mẹ con tôi đi, rồi á con về mà đoàn viên với gia đình nữa. Bông á mà để tức nó héo á con bứt à. Thôi, tôi không bán cho mấy con chị nữa, mấy con chị đó. Ê, làm gì xô mẹ tôi hả? Nè, tôi nói không biết nha. Ê, đau. Tao đứng nãy giờ để tao coi mẹ con mày làm gì người ta. Bỏ ra, mày làm chó nào vậy? Mẹ con mày không cần biết tao là ai, nhưng mà mẹ con mày tới đây không mua hoa mua cây của người ta, ngắt cây ngắt hoa của người ta, trả giá người ta xong người ta không bán, rồi dở trò hại người ta, rồi kiếm chuyện đuổi khách hả? Cậu cũng là người đến đây để săn hoa chứ gì, để mua rẻ chứ gì, tính tranh mối của mẹ con tôi hả? Giành mối của mẹ con bà hả? Nói nghe mắc cười quá vậy. Mẹ con bà đã mua được cái cây, cái hoa nào của người ta chưa mà nói tôi giành mối? Mẹ con bà tới đây là kiếm chuyện thì có. Chuyện đó là chuyện của mẹ con tao. Dựa qua nhà tôi á, không có tích băng tết. À, thì ra cũng là chủ dựa qua, rõ rồi ha. Ê, giờ tao nhịn mày nhiều rồi đó mày. Rồi mày làm gì tao? Làm gì vậy? Phải biết tự lượng sức mình chứ em trời. Buông con tôi ra đi cậu. Ba muốn tôi thả nó ra đúng không? Tôi sẽ buông con bà ra nếu như bà xin lỗi ông chú đây. Chú ơi, tôi xin lỗi chú. Hồi nãy giờ là mẹ con tôi cũng quá đáng rồi. Xin lỗi chú. Cậu ơi cậu, thôi được rồi cậu, bỏ qua đi cậu. Mọi chuyện cũng không sao đâu chị. Mà sau này á, hai mẹ con chị á đừng làm mấy chuyện vậy nữa nha. Xin lỗi em, xin lỗi. Ui, nói nhiều. Oh my god. Tới mày đó mày, oh my god gì. Xin lỗi được chưa? Mày nạt tao hả? Ui, xin lỗi chú. Xin lỗi nhẹ nhàng xíu được không? Hay muốn ăn đấm nữa? Nhỉ? Xin lỗi chú. Vậy được chứ cậu, giờ mẹ con cứ đi nha. Chưa đi được đâu, còn nữa. Còn gì nữa? To be continued. Xẻ tay ra. Hai mẹ con bà đứng đây bán cho hết hoa, còn không á thì khỏi ăn tết. Happy New Year. Năm mới. Nhân sự như ý. Cũng bị bắt tài.